Hiện tại thì đơn vị anh em mình đang có mặt ở chùa Tiền Hải ở Hà Nội anh em ạ. Nhà chùa rất là chịu chơi, rất chịu chi luôn, rất là đầu tư. Hôm nay anh em mình về đây để setup lại hệ thống loa giúp cho nhà chùa, với bàn giao cho nhà chùa một con bàn Mixer M32. Anh em có thể xem này, hệ thống loa Mogen Sound rất là đẳng cấp. Đấy. Công suất crowd rất là nhiều loa luôn, anh em có thể xem này. Mai đắt nhỏ đây, loa này. Ở ngoài đằng trước thì rất là nhiều loa đây. Bây giờ thì đang setup lại cái hệ thống phía trước đã. Đấy, mình để cái máy tính ở đấy là hợp lý. Vâng, dây dợ. Cắm điện chưa anh Thái? Cắm đi. Ở đây thì mình đang bàn giao con bàn này, Madat M32, đời phím đen 5-6 súp à? Không cầm ao ra, cứ cho nó vào ao ấy đi. Đâu? Ao 18 làm gì, rau tinh ra. Đó rau tinh sẵn rồi. Em rau tinh sẵn thôi, cứ cắm vào led right đi, rau tinh lại đi. Cắm lắp lại đi. Tinh lại đi. Ok. Đây là công suất, đó, sử dụng công suất một con 4 kênh APP Microtex Ground. Đang ở súp JBL anh em cả. Đó. Đây đâu. Chùa, đang ở chùa đầu tiên thanh nha. Chào đồng. Đời phím đen này sẽ ok hơn đời phím trắng anh em nhé. Tại vì là đời phím trắng thì đời phím trắng thì nó bây giờ đời mới bây giờ thì anh em không ưa chuộng một đời phím đen này. Hiện tại thì anh em đang trong quá trình setup. Đối với bản này thì anh em sử dụng rất là dễ, có rất là nhiều những cái chức năng mà bản cơ không thể có được. Thì mình có mang lên thêm một con nữa để bàn giao cho một anh trai ở bên Vĩnh Phúc xuống. Anh em mình bỏ cốt luôn, bỏ con cốt này luôn, dùng trực tiếp từ bàn xuống luôn. Đây. Hello 1 2 2 hello. Đây này, nếu mà đây em cắt súp đi kìa, tiếng rất là mảnh này. Hai lơ hi hi nhá. Hi 1 2 hai lơ hi. Tiếng nó sẽ đầy hơn. Nếu mà anh cắt súp được hai lơ một tiếng nó rất là yếu, nó không có lực. Còn cái bát này bát nhỏ mà. Hai lơ hi hi hi. Anh em có thể xem này. Là cái mic SKM9. Tiếp tục anh em mình bàn giao con Midas số 2 cho anh trai từ trên Vĩnh Phúc xuống. Anh em sử dụng loa RCF rất là chất luôn, giọng hát cũng rất là tuyệt vời. Nhớ câu điều khi sao chẳng khe màn suối dồn vào một sân hạt quá hay cây có gốc mờ cảnh sắc ngọt nước.
bóng muôn đậm để ta sống sống người ta xin nhân chưa bao trình mình sẽ routing lại một lần nữa để mình sẽ hướng dẫn anh. Thì trước tiên là sẽ hướng dẫn cái phần mà mình gọi mốt ra. Chẳng may mà ấn sai ấy, mình sẽ gọi mốt ra trước thì mình bấm vào Accent này. Đấy. Bấm Accent xong mình chuyển sang cái mốt Accent bên cạnh này này. Đấy thì mình chuyển sang đây thì nó sẽ nhảy. Đến chỗ Hòa Tây Thiên. Mốt đầu tiên là Hòa Tây Thiên luôn. Hòa Tây Thiên luôn, ấn chữ loát này. Thì anh ấn vào cái mốt ngoài này này. Đấy, yes hoặc no. Anh ok đánh ấn ở đây ngoài cùng được một cái nữa. Rồi. Rồi cái mốt mà đã cài đặt sẵn cho anh. Đó, rất là ok. Và đây là input từ 1 đến 8 thì sẽ là cổng này. Thì anh sử dụng mic cổng nào, anh đẩy mic cổng đấy lên. Đấy. Đấy thì nó sẽ tương ứng là mình nhóm theo cổng bên này. Đấy. Nhạc cụ. Mình sử dụng nhạc cụ nào thì mình mở nhạc cụ đấy ra. Đấy, mình đẩy nó lên. Đấy, sau đó là mình không quan tâm đến cái phần bên này nữa. Chỉ quan tâm đến cái phần này thôi. Cái thứ hai này là nhạc cụ. Đấy. Cái thứ ba là aux in, mình cắm điện thoại nghe nhạc. Đó. Đây là effect của nhạc cụ. Rồi. Nhạc cụ mình thích ít effect, nhiều effect thì mình để ở đây. Ví dụ như đàn anh muốn tăng thì effect thì anh tăng nó lên. Đấy, đây là echo. Đây là reverb. Đây là tổng.
rất đơn giản thế thôi. Tắt nguồn thì đấy. Tắt nguồn thì anh ra vào cái phần setup này, shutdown này, ấn luôn xong. Đấy, tất cả cái này là không có tác dụng nữa, đẩy cũng không to nhỏ được nữa. Đấy, sau đó anh tắt ở đằng sau. Đấy, đấy là tắt nguồn rồi đấy. Sau đó anh tắt cái nút công tắc đằng sau. Đây nó vẫn có điện. Đó, rất đơn giản, thế thôi. Cái nguồn của nó là ok anh em nhé. Mình hôm nay mình rất là vinh dự được đi lên trên chùa, được các anh em ở trong chùa đây tin tưởng đơn vị bên mình. Hôm nay lên bàn giao hai con bàn hơn 100 triệu ở trên này. Rất cảm ơn tất cả đơn vị ở bên nhà chùa đã luôn đồng hành cùng bên mình. Cảm ơn anh em đã luôn tin tưởng mình. Đó. Bàn rất là đẹp. Ok, bây giờ thì anh em mình xin phép được về thành phố Ninh Bình để phục vụ tiếp công việc cho ngày mai. Đóng hàng và gửi tiếp đi cho anh em. Bàn này thì bàn full này với lại bàn máy đát anh nhà mình có nhiều anh em nhé. Anh em nào cần bàn thì có thể liên hệ qua bên mình sẽ hỗ trợ giá tốt nhất. Đấy, anh em nào mà chưa biết thì mình sẽ hỗ trợ cài đặt, lắp đặt và setup cho anh em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.